Chợ Quốc, chợ kênh là cây bonsai. Bữa nay em có số cây trái với mẫu đơn nhiều rồi con. Muốn giao lưu cùng bà con trên một miền đất nước. Mong bà con ủng hộ. Số điện thoại của em là 0789 601939, số Zalo, địa chỉ thì ấp 6B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang. Rồi trước tiên là cây mẫu đơn đổi màu nha bà con. Cao 150. Cây này cây của thằng lính nó chơi, giờ em nó đi làm rồi em cũng muốn giao lưu lại. Hoành thân là 23. Thoát thân 1 mét đúng luôn bà con ơi. Chiều cao thì 150. Rồi cây số 1 mình sẽ vô lô 3,5 triệu. Gà nhú bông dữ lắm nha bà con. Bao ship luôn ha. Bao ship toàn quốc. Liếu chậu nha bà con. Cái này thuận rồi. Trồng cũng 2 năm trên mô ở trên chậu. Cái này thì ok, không có mục cơ gì chứ. Cây số 2 là chăn đỏ lá nhỏ. Chiều cao thì 60, 70. Thân 21. Rồi, 2 triệu, cái số 2. Bao ship toàn quốc. Cái này cái vàng gì ta? Cái này là cây ngon lành nha bà con, về thành phẩm hết trơn rồi đó, về uống lại. Cái số 3. Cái trang vàng nha bà con. Chiều cao thì 60. Nguyên cốt liền 40. Cái này đợt này bông là tưng bừng lắm bà con. Rồi cái này mình xin vô lô 2 triệu. Cây số 4 của trang đổi màu. Chiều cao 75. Nguyên củ đặc nha bà con. Nguyên cái củ đặc luôn. 47. Thân đại diện 17. Rồi mình giao luôn 2,5 triệu. Dạ da me hết trơn nha bà con. Đổi màu. Rồi cây số 5. Nhung lá bóng. Chiều cao 55. Cây này củ bự rồi, cốt bự rồi. À. 26 mấy, 26. Củ đặc ở một cốt đặc nha, chứ không phải mà cây 2 nha. Còn để dưới không? Còn. Rồi cây này mình giao lưu 2,7 triệu. Cây số 5. Cây số 6 đỏ lá nhỏ. Mẫu tử. Chiều cao 80. Thân đại diện 18. Cái này liền luôn rồi, nó có cái cầu bắt qua vậy đó. Rồi mình xin lưu 2,0 triệu. Cây số 7, cây lê kim ma quá nha bà con. Gián thú mình nằm về luôn. Chiều cao hết thân này luôn là 2m1. Chiều dài thú là 95. Hoành thân thì 68. Mầm mạnh nha bà con. Cây này thì ai muốn chơi dài thì chơi. Muốn chơi dài thì đè cái đầu xuống cho nó bay nữa nha bà con. Cây này thì tôi cắt như vậy là ai có còn đủ điều kiện chơi, chứ nhiều khi cắt cục gì rồi người ta chơi người ta chê. Cây số 7 mình sẽ lưu 8 triệu nha bà con. Cây này bao ship 300. Cây số 8 cũng cây lê cây ma luôn, chẳng cặp cho dễ. Ai chơi cặp này là quá dữ lắm nha bà con. Cái này là 110 tới cái co. Còn cái bay này rồi bằng luôn, bay cũng 110 luôn bà con ơi, nó ngay giữa. Hoành thân thì 65. Cây này thừng hết nè, tiếng này không có móc đế như đợt trước thì làm cho cái cây nó yếu rồi bà con. Cái này có sao để như vậy cho nó khỏe. Giá cũng 8 triệu luôn, bằng cây kia. Rồi ai có chơi cặp thì mình thương lượng. Nếu mà 300 cây số thì tôi xin giao luôn một xe tải đó. Cây số 9. Trang đỏ lá nhỏ bà con ơi. Chiều cao 50. Thân 22. Cây này cây thành phẩm. Mình giao lưu 2,5 triệu. Cây số 10. Cái 10 đặng cặp với cái trang đỏ màu nãy nè bà con. Chiều cao là 65. Cây này một củ đặt nó luôn, 51. Cây đại diện. Đi. Rồi cái số 10 mình giao lô 3 triệu. Đây cái chăn vàng. Số 11. Cái này về uống hết sảy rồi bà con. Chiều cao 75. Củ đặc 32. Cây đại diện này, cây chà bá luôn. 21. Rồi, giao luôn 2 triệu. Cây này cây cũng đổi màu luôn nha bà con, chứ không phải cái vàng á, lộn. Nè, bông nữa nè. Rồi, cây số 11 này mình vô luôn 2 triệu. Cây số 12 cây lê kim a. Chiều cao cái nhánh trước đó là 64. Hồi sau á 79. Hoành thân 59. Cây này quái nghe bà con. Cây này kỳ cục không biết giống con gì. Cây này 4 triệu bà con. Cây 13. Cây vú sữa lò gan nha bà con. Đế khủng à. Cao 2m5. Chấm 10. Mét 9. Đế thì khỏi bàn cãi. Nhỏ mà có vỏ, chứ sữa hộp nha bà con. Cái số 13. Đế là vô 4 mặt luôn á bà con. Đế không đó chứ không có cái gì bậy hết. Rồi cái này mình sẽ luôn 16 triệu nha bà con. Rồi, thế ngọt. Cái này thì trung bình. Chiều cao 2m6. Hoành thân 77. Cái số 14. Nhú mầm ở chân các bạn, bà con bông trong mình ra luôn. Nó bị cũng như lũa thành đá hết trơn rồi, chứ không phải mục gì chứ. Cũng như đó nó có một tượng nữa người ta chặt á. Rồi ai có chơi mình giao lưu 3 triệu luôn, còn thương lượng. Rồi cây số 15. Đứa sữa giò gàng luôn. Cao 2m rồi bà con. Đế khủng à. Rồi hoành 150 hoành luôn. Đường kính bầu 180. Trăm rưỡi hoành. Cao 2m. Đường kính bầu thiện 180. Cái này tại không có mở lưới cước ra chứ đế hết bao đế nha bà con. Cái này hả? Cái này mình vô luôn 17 triệu. Cái nhãn khủng này bà con. Cái số 16. Cao là 2,6 m. Này là 100 bà gần 170 hoành tính 160 thôi nghe bà con. Đường kính bầu 170. Khủng nè bà con, nhãn khủng à. Nhãn tiêu da bò. Cái này chủ nhà trồng 45 năm rồi nha bà con. Tiếp thu là có rồi. Đây nè, ra được chùm tược đây nè. Đang nhú nhú ra trong mình nhiều lắm. Bà con. Rồi cái này mình xin giao lưu 22 triệu nha bà con. Cái cây phôi này bao sống bao lâu anh? Bao sống luôn. 2 tháng nữa ha. Ừ. Rồi, cây số 17. Cũng nhãn luôn nha bà con. Cây này trên đó cũng chiều cao cũng 2,7 m luôn. Cây này thì hoành 105. Ừ. Đường kính bầu 150. Cây số 17. Này nó cũng nhú nhú trong mình ra nhóc cho nghe bà con. Kìa, lên đọt nó ra 3-4 đó luôn. Ừ. Rồi xin mình giao lưu, xin giao lưu 17 triệu luôn. Cái số 18. Cái lê kim a. Cao 3 m. Hoành thân 90. Cây sống khỏe nghe bà con. Hoành thân 90. Rồi mình giao lưu 9 triệu luôn. Đâm tược. Rồi cây số 19. Ly kim ma quái luôn bà con ơi. Công lượng lắc luôn. Cuối clip nè bà con. Chiều cao cái co luôn mà 3,2 m. tám 4 hoành. Cái này quái dị canal luôn nghe bà con. Đây là trồng tiểu phẩm là hết sảy nha. Đây nè. Ăn này nó có cái ngoặt ra nữa nè. Đây nó quấn lượng ở đây rồi nó cong rồi nó ẻo 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 ở đây luôn các bà con. Cái này mình vô luôn 15 triệu bà con ơi. Cây kéo clip. À, chào bà con, mong bà con ủng hộ clip này của em. Số điện thoại của em là 0789 601939 cũng số Zalo luôn nha bà con. Chào.